Thiện chưa thấy một doanh nghiệp bán hàng online thành công nào mà không có website cả. Rồi, hello bạn ha, Thiện rất vui mừng gặp lại các bạn trong video này. Đây là chuỗi hướng dẫn bán hàng online cho người mới bắt đầu từ A đến Z các bạn nhé. Được không ạ? Và chủ đề ngày hôm nay thì sẽ giải đáp đó là bán hàng online làm sao cho nó hiệu quả các bạn nha. Được không ạ? Đây có phải vấn đề bạn quan tâm không ạ? Nếu phải thì video này dành cho bạn. Để bán hàng online hiệu quả thì các bạn cần làm 3 bước sau nha. 3 bước sau. Được không ạ? Rồi, vậy bước đầu tiên là gì? Bước đầu tiên đó là các bạn phải đi tìm kiếm khách hàng trước. Có khách hàng trước cái đã. Được không ạ? Có nhiều bạn ngoài kia sẽ nói là đi nhập hàng trước. Nhưng đó là một sai lầm hết sức là chết chóc các bạn nha. Đó là cách làm của người giàu. Người giàu họ làm như thế nào ạ? Người giàu họ làm như thế nào ạ? Họ đi thuê mặt bằng này các bạn. Mặt bằng ở những vị trí rất là đắc địa. Họ thuê có thể là mấy chục triệu một tháng. Thậm chí là họ mua luôn có thể là vài tỷ đồng. Được không các bạn? Rồi sau nữa, khi họ có mặt bằng rồi thì họ lại đi set up cái cửa hàng, tức là họ đi mua trang thiết bị cho cửa hàng đó, họ lại tốn thêm vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng, thậm chí là vài tỷ đồng tùy vào cách trang trí các bạn nha. Được không ạ? Rồi sau nữa, họ tiếp đến là họ đi nhập hàng về, cũng có thể là tốn vài chục triệu, vài trăm triệu hoặc là vài tỷ tùy theo mặt hàng nữa. Được không các bạn? Đấy, đó là cách người giàu họ làm. Được không ạ? Đó là cách người giàu họ khởi nghiệp kinh doanh. Nhưng các bạn có tiền như vậy không? Nếu các bạn có đủ tiền 2-3 tỷ, 4-5 tỷ thì các bạn làm như họ, ok, Thiện không nói tiếng nào cả. Nhưng ở đây là Thiện hướng dẫn cho những bạn ít tiền, những bạn không có tiền, những bạn khởi nghiệp kinh doanh ít vốn. Được không các bạn? Các bạn chỉ có vài chục triệu đồng, thậm chí là các bạn chỉ có vài triệu đồng thôi. Thì làm sao các bạn khởi nghiệp bán hàng online nó hiệu quả? Được không ạ? Thì chúng ta phải có một cái phương pháp làm việc thông minh hơn. Chúng ta phải khởi nghiệp một cách thông minh hơn các bạn nha. Hiện nay là thời đại công nghệ 4.0. Có nhiều cái quy luật đã thay đổi các bạn nha. Có nhiều quy luật đã thay đổi rồi. Được không ạ? Bây giờ chúng ta phải khởi nghiệp thông minh bằng cách đó là chúng ta phải kiếm khách hàng trước. Được không ạ? Khoan hãy nhập hàng các bạn nha. Khoan hãy nhập hàng nha. Thiện chia sẻ thật lòng cho các bạn luôn đấy. Được không ạ? Thì đây cũng là cách mà lúc trước công ty bên Thiện là Vua Web Địa Ghi, Thiện đã khởi nghiệp thành công nó như thế nào. Đó là từ những ngày Thiện làm công ăn lương. Được không ạ? Thiện đã dành 2 hoặc là 3 tiếng mỗi ngày ra. Mỗi tối các bạn nha. Thiện về, Thiện viết bài, Thiện làm kỹ thuật SEO, đưa website của Thiện lên top Google. Thì khi 6 đến 7 tháng sau, 1 năm sau, website đã có rất là nhiều khách hàng biết đến. Họ chủ động liên hệ với Thiện, chủ động liên hệ với Thiện, chủ động liên hệ với Thiện để thiết kế website, để sử dụng các dịch vụ marketing online. Được không ạ? Thì lúc này Thiện mới nghĩ đến việc là nghỉ việc làm và bước ra khởi nghiệp, bước ra thành lập công ty. Được không các bạn? Và khi mà Thiện bước ra thành lập công ty, công việc nó cứ dồn vào, công việc nó cứ dồn vào. Phải nói các bạn là không có thời gian nghỉ ngơi luôn á các bạn. Được không ạ? Được không ạ? Và chi phí thành lập công ty đó khách hàng của Thiện trả luôn. Thiện đâu có trả đâu. Thiện lấy cái lợi nhuận đó Thiện trả cho cả những cái chi phí đó. Phải không các bạn? Các bạn thành lập công ty không đồng đâu các bạn. Đấy, Thiện chia sẻ rất là thật lòng cho các bạn. Được không ạ? Các bạn phải kiếm khách hàng trước, đừng có dạo vàng mà đi ra thành lập công ty trước, thấy mình làm việc đủ kinh nghiệm rồi, đủ trình độ rồi, nhảy ra khởi nghiệp liền. Chết chắc. Các bạn có khách hàng chưa? Chưa đúng không ạ? Chưa thì ai biết đến bạn? Bạn thành lập doanh nghiệp làm cái gì? Ai biết đến bạn đâu? Được các bạn? Cho nên chúng ta phải khởi nghiệp một cách thông minh, đó là đi kiếm khách hàng trước. Chúng ta bán hàng online thì chúng ta phải kiếm khách hàng trước. Được không ạ? Thì kiếm khách hàng bằng cách nào? Có một nghịch lý ở đây là các bạn muốn bán hàng online nhưng các bạn chả biết gì marketing online cả. Đúng không ạ? Đã nói online rồi các bạn phải biết các kiến thức marketing online mới gọi là bán hàng online các bạn nha. Có những bạn là bán hàng trên Facebook cá nhân, bán hàng trên Zalo cá nhân đã gọi là bán hàng online. Cái đó không thể gọi là bán hàng online được các bạn nha. Cái đó có nghĩa là chỉ là bước đầu tiên của việc bán hàng online thôi, giúp các bạn có một số vốn ban đầu thôi. Được không ạ? Chứ không thể nào gọi bán hàng online được đâu. Các bạn làm giàu mà bằng việc bán hàng cho người thân bạn bè không á, mà làm giàu được thì cũng chúc mừng các bạn, nhưng rất khó bạn nha. Bạn có 5.000 fan nhưng không phải 5.000 fan đó ai cũng mua hàng của bạn đâu. Được không ạ? Họ chỉ ủng hộ bạn một hai lần thôi, chứ họ không thể nào mua hoài được. Được các bạn? Và ở ngoài kia có hàng triệu khách hàng họ đang có nhu cầu sử dụng sản phẩm đó. Tại sao bạn không tiếp cận đến họ? Mà bạn chỉ tập trung như bán hàng trên Facebook cá nhân, bán hàng trên Zalo cá nhân một cách nhỏ lẻ như vậy. Phải không các bạn? Đấy. Thì ở đây đó là các bạn phải xây dựng các kênh bán hàng online. Ví dụ như các bạn phải có website riêng các bạn nha. Đấy, các bạn phải có cái kênh fanpage nè, các bạn phải có kênh YouTube nè. Được không ạ? Thiện chưa thấy một doanh nghiệp bán hàng online thành công nào mà không có website cả. Bạn có thấy điều đó không ạ? Bạn có thấy Tiki có website không ạ? Đấy, một sàn thương mại điện tử rất là giàu, đúng không ạ? Phải nói là triệu đô đó các bạn. Rồi Lazada có website không ạ? Đấy, bạn thấy rõ ràng điều đó chưa? Thì minh chứng thực tế cho các bạn thấy. Đấy. Điều này chứng minh rằng một doanh nghiệp thành công, một cái cửa hàng bán hàng thành công thì không bao giờ không có website cả. Cho nên các bạn bắt buộc phải có website.
đúng các bạn. Và tin vui cho các bạn đây, những bạn nào mà là học viên trong cái khóa đào tạo bán hàng online thực chiến bên VWeb Digi đào tạo á, các bạn sẽ được tặng một cái mã nguồn website bán hàng chuyên nghiệp chuẩn SEO hoàn toàn miễn phí, đúng không ạ? Các bạn chỉ cần tốn thêm phí hosting và phí tên miền thôi, và phí IT lắp đặt cho các bạn. Ba phí này tầm khoảng 2,5 triệu thôi, tầm khoảng 2,5 triệu đó các bạn, quá là rẻ luôn. Nếu như các bạn thiết kế website bán hàng mới á, nó dao động cũng tầm khoảng ít nhất là 10 triệu trở lên các bạn nha, ít nhất đấy, được không ạ? Nhưng mà các bạn sở hữu website bán hàng, nếu như các bạn là học viên trong cái khóa đào tạo bán hàng online thực chiến bên Web Digi đào tạo á, chỉ có 2,5 triệu đâu, quá rẻ, được không ạ? Ngoài ra các bạn còn được cái gì? Các bạn còn học được 6 phương pháp marketing online hiệu quả nhất hiện nay luôn, mà những anh Tiki, những anh Lada, những anh Shopee họ cũng đang sử dụng, và ngay cả công ty thiện hiện tại cũng đang sử dụng, được không ạ? Các bạn muốn thành công nhanh thì các bạn phải học theo cách làm của những người thành công. Đấy, những người thành công họ làm như thế nào, mình làm theo giống như họ, và có khi làm tốt hơn họ thì bạn thành công còn dữ hơn họ nữa, được không các bạn? Và có nhiều người nói là Tiki, Lada, Shopee bự quá, làm sao cạnh tranh lại họ? Họ có nguồn vốn quá chênh mạnh rồi, thì làm sao chúng ta có thể cạnh tranh lại họ? Chính vì họ bự, chính vì họ quá rộng lớn, họ kinh doanh quá nhiều ngành hàng, cho nên nhược điểm ở đây là họ sẽ không phải là chuyên nghiệp vào một cái lĩnh vực nào cả. Bạn hiểu không ạ? Họ bán rất là nhiều sản phẩm, cho nên là họ không có chuyên nghiệp một lĩnh vực nào cả. Và đó là cơ hội các bạn. Nếu như bạn quá am hiểu về cái gì ạ? Am hiểu về thời trang, quần áo, về áo sơ mi, áo thun, quần jean, đúng không ạ? Và bạn là chuyên gia trong lĩnh vực đó thì chắc chắn một điều, sẽ có rất là nhiều người ủng hộ bạn thay vì ủng hộ Tiki, Lada, Shopee. Bạn hiểu không ạ? Trong thời đại ngày hôm nay á, người ta mua hàng chỉ khi người ta tin bạn là chuyên gia thôi các bạn. Còn ví dụ như là bạn bán mỹ phẩm đi, nếu bạn quá am hiểu về cách trang điểm làm sao cho đẹp, được không ạ? Cách chăm sóc da, rồi các sản phẩm chăm sóc da, các quy trình chăm sóc da, thì chắc chắn một điều là bạn sẽ bán hàng cho rất nhiều người họ đang có cái vấn đề là về da mặt, tin tưởng bạn vì bạn có một làn da mặt rất là đẹp, bạn biết cách chăm sóc cái da mặt của mình và bạn đã từng sử dụng những sản phẩm đó rồi, thì họ tin tưởng bạn hơn rất là nhiều so với những cái shop mà đã bán hàng trên Tiki, Lada, Shopee. Bạn hiểu ý thì nó không? Ở đây có nghĩa là các bạn vẫn còn có thể kinh doanh được và tốt trong cái lĩnh vực ngách, được các bạn? Các bạn chọn cái thế mạnh của mình để các bạn đi, được không ạ? Thì ở những video trước á, thì có hướng dẫn một cái video là bán hàng online bắt đầu từ đâu. Nếu như bạn nào chưa có xem cái video đó, các bạn nên xem lại video đó nha, được không ạ? Để các bạn hiểu rõ hơn. Rồi thì Thiện chúc lại là để bán hàng online hiệu quả thì bước đầu tiên đó là các bạn phải tìm khách hàng trước, đúng không ạ? Tìm khách hàng bằng cách nào? Đó là các bạn phải có kiến thức marketing. Thì có kiến thức marketing online ở đâu? Thì các bạn có thể đăng ký cái khóa đào tạo bán hàng online thực chiến bên Thiện đào tạo, bên Web Digi đào tạo. Hoặc là các bạn đăng ký ở những cái trung tâm đào tạo khác mà các bạn tin tưởng, đúng không các bạn? Còn đối với những bạn mà đăng ký cái khóa đào tạo bán hàng online thực chiến bên Thiện, thì tất nhiên điều là Thiện phải có trách nhiệm với những học viên đó, đúng không ạ? Thì phải cầm tay chỉ việc, thì phải tặng quà những bạn đó. Những bạn đó sẽ được hỗ trợ trọn đời, đúng không các bạn? Đấy, thì đó là cái bước đầu tiên của nha. Bước đầu tiên nè. Bước 1 là kiếm khách hàng. Rồi, bước 2 là gì? Thì sau khi các bạn kiếm khách hàng rồi á, thì lúc này các bạn mới liên hệ với những cái đơn vị cung cấp sản phẩm để các bạn nhập hàng về, được không ạ? Tại sao vậy? Tại vì khi các bạn là kiếm khách hàng, có khách hàng họ liên tục gọi điện cho các bạn, họ liên tục nhắn tin cho các bạn để họ đặt hàng rồi, thì lúc này chúng ta mới đặt hàng về chúng ta giao. Thì thông thường á, chúng ta bán hàng online là chúng ta bán hàng toàn quốc, phải không ạ? Và thời gian giao hàng trong vòng khoảng 5 ngày đến 7 ngày. Cho nên là các bạn vẫn còn dư thời gian để các bạn lấy hàng về, được không các bạn? Đấy, thì cái việc các bạn có khách hàng rồi các bạn mới đặt hàng á, sẽ giúp các bạn là giảm thiểu cái việc là các bạn giam vốn, được không ạ? Và giảm thiểu cái việc là các bạn là bán hàng không được. Có rất là nhiều các bạn khởi nghiệp kinh doanh online mà các bạn nhập hàng trước á, khi các bạn bán hàng không được thì các bạn bán lỗ, bán lã, bán tháo luôn để mà gom được ít vốn về. Đó là một điều hết sức tai hại do cái việc là thiếu kiến thức kiếm khách hàng đó các bạn nha, được không ạ? Thì có nhiều người hỏi là lấy nguồn hàng ở đâu? Có rất là nhiều nơi lấy nguồn hàng các bạn. Các bạn bán cái sản phẩm nào thì trước đây bạn có phải mua những cái đơn vị mà họ cung cấp, phải không ạ? Thì bạn có thể liên hệ những đơn vị mà bạn đã từng mua trước đây và bạn tin tưởng họ, bạn gợi ý họ, làm đại lý cho họ, thì chắc chắn một điều là họ sẽ có cái giá tốt cho bạn. Thực sự mà nói thì ai cũng muốn bán hàng nhiều hết trơn á, cho nên là họ sẵn sàng để giá sẻ với các bạn để họ bán được nhiều sản phẩm hơn, được các bạn? Cho nên các bạn đừng có ngại mà các bạn liên hệ với họ để gợi ý làm đại lý để lấy được giá sỉ các bạn nha, được không ạ? Hoặc là nếu các bạn mà muốn mà đặt hàng sỉ đến nước ngoài luôn á, các bạn có thể đặt hàng trên Taobao các bạn, hoặc là đặt hàng trên Amazon,
hoặc là đặt hàng trên eBay, được không ạ? Đó là ba cái website thương mại điện tử lớn nhất thế giới, phải nói là tỷ đô đó các bạn, được không ạ? Các bạn phải lên đó, bạn phải đặt hàng về, có rất là nhiều nơi để các bạn đặt hàng. Còn cái lưu ý ở đây là khi mà các bạn đặt hàng từ những cái trang Taobao nè, những cái trang Amazon nè, những cái trang eBay á, thì các bạn đặt hàng số lượng ít thôi, mới đầu đặt một hai sản phẩm thôi để các bạn dùng thử, được không ạ? Bạn cảm thấy cái sản phẩm chất lượng nó tốt rồi thì lúc đó bạn hạ liên hệ với họ, là nói là gợi ý đặt sỉ. Ví dụ như em đặt sỉ với anh chị thì anh chị có giá tốt hơn không, sỉ là bao nhiêu cái, thì lúc đó các bạn sẽ có cái giá tốt hơn, được không ạ? Các bạn nhập một đống hàng về sau, được không ạ? Rồi lúc này thì tại sao chúng ta tự tin nhập số lượng lớn? Tại vì chúng ta có khách hàng rồi, khách hàng chủ động liên hệ rồi, ngày nào cũng liên hệ hết, thì nhập hàng lớn đó không phải vấn đề này các bạn, được không ạ? Vì chúng ta đã có đầu ra rồi, ok không ạ? Đấy, có nghĩa là bước thứ hai là các bạn phải đi nhập hàng. Đấy, và các bạn nhớ lưu ý cái phần nhập hàng nha, thì nói rồi đó nha, các bạn xây dựng uy tín trong 3 năm, 5 năm, 10 năm, nhưng các bạn làm mất uy tín trong 1 giờ, 1 giây đấy các bạn. Các bạn đừng có quá ham lợi nhuận lớn, lợi nhuận nhiều, mà các bạn bán hàng kém chất lượng. Như vậy á, là khách hàng các bạn mua được một lần thôi, họ đi luôn, đúng không ạ? Họ sẽ không quay trở lại mua nữa. Bạn nên nhớ, ở ngoài kia có rất là nhiều cái option để khách hàng họ lựa chọn, đúng không ạ? Họ có thể mua cái cửa hàng của bạn, shop của bạn, nhưng cũng có thể họ mua cửa hàng khác, nếu như cửa hàng khác có cái giá tốt hơn, có cái chất lượng tốt hơn. Cho nên bạn cung cấp cái chất lượng tốt với đến họ với cái mức giá hợp lý thôi nha, được không ạ? Chúng ta lợi ích một chút, chúng ta lợi ích một chút, nhưng chúng ta đã bán được nhiều lần, được không các bạn? Và khi họ tin tưởng các bạn, họ sẽ là một khách hàng trung thành của các bạn, và họ sẽ giới thiệu cái sản phẩm đó đến với bạn bè, đến với người thân của họ nữa, và bạn sẽ bán hàng nhiều hơn nữa, được không các bạn? Rồi, thì đó là cái bước thứ hai. Bước thứ ba là gì? Bước thứ ba là các bạn cần phải chăm sóc khách hàng. Đây là điều hết sức tai hại không nha. Có nhiều shop thất bại lý do chỗ này. Lý do là các bạn ý là mình có cái kênh bán hàng ngon lành rồi, có cái sản phẩm tốt rồi, các bạn lại không chăm sóc khách hàng cũ, mà tối ngày các bạn cứ chạy quảng cáo, chạy marketing để các bạn kiếm khách hàng mới, và điều đó làm cái chi phí marketing của bạn nó đội mũ năng liên tục, đội mũ năng liên tục. Mà khi đội mũ năng liên tục như vậy thì nó giảm cái lợi nhuận của bạn xuống, đôi khi các bạn thua lỗ luôn, được không các bạn? Cho nên ở đây là các bạn phải chăm sóc khách hàng cũ. Bước thứ ba, bước thứ ba là chăm sóc khách hàng không nha. Từ năm 2022 cho đi á, cái cửa hàng nào, cái shop nào, cái doanh nghiệp nào mà chăm sóc khách hàng tốt thì chắc chắn một điều sẽ trụ vững trên thị trường đó nha. Không những vậy là làm cái đà để đi lên luôn, được không các bạn? Tại sao ạ? Tại vì bạn chăm sóc khách hàng tốt thì họ sẽ quay trở lại mua hàng của bạn rất rất là nhiều lần. Không những thế, còn giới thiệu người thân, bạn bè để mua hàng cho bạn nữa, được không ạ? Một cái kênh marketing mà hiệu quả nhất đó là kênh marketing truyền miệng các bạn nha, truyền miệng, được không ạ? Tức là người này nói với người kia, đều mà hai người này bạn bè hoặc hai người thân với nhau, thì chắc chắn một điều là cái độ tin, niềm tin đó là nó gần như là tuyệt đối, được không các bạn? Cho nên là các bạn phải chăm sóc khách hàng một cách là tốt nhất. Thì chăm sóc khách hàng như thế nào? Thì các bạn phải chăm sóc khách hàng bằng SMS nè, auto SMS nè, hoặc là các bạn phải chăm sóc khách hàng bằng chatbot tự động nè. Có rất là nhiều cách để bạn chăm sóc khách hàng, được không ạ? Trong cái khóa đào tạo là bán hàng online thực chiến á, thì bên Thiện có tặng học viên cái phần mềm đó là Auto SMS, tặng học viên sử dụng trong vòng 30 ngày miễn phí, được các bạn, giúp các bạn là có thể là bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng. SMS auto nha, gửi tin nhắn auto đó các bạn. Thì lợi ích nó là gì? Thì lấy ví dụ đó, đơn giản thôi, khi các bạn sử dụng Auto SMS này, được không ạ? Các bạn sẽ có một data danh sách khách hàng khoảng 10.000 khách hàng, được không ạ? 10.000 khách hàng. Rồi các bạn bán một sản phẩm là ví dụ như là sản phẩm áo thun đi, được không ạ? Áo thun nè, và lợi nhuận cho sản phẩm áo thun là các bạn lợi nhuận được khoảng 20.000 đồng, thì tính như vậy thôi nha, 20.000 đồng cho một cái áo, được không các bạn? Và bạn chỉ cần có cái data danh sách khách hàng là khoảng 10.000 người, rồi bạn mới sử dụng SMS auto các nha, auto. Đấy, bạn gửi đến 10.000 khách hàng này, được không ạ? Đấy, bạn gửi đến 10.000 khách hàng này với chương trình giảm giá, sau khi giảm giá năm, ví dụ giảm giá 50% nha, với chương trình giảm giá là 50% nha, giảm 50%, được không ạ? Thì sau khi giảm 50% thì các bạn lời được còn lời khoảng 20.000, thì ví dụ vậy, hoặc là lại 10.000 thôi, thì lấy ví dụ là 10.000 thôi, được không các bạn? Đấy, thì 10.000 khách hàng này họ sẽ đến cửa hàng các bạn, họ quay lại họ mua hàng, thì ví dụ là chuyển đổi đây là khoảng 1% thôi, 1% thôi, tức là khoảng 100 người, 1% là tức 100 người đấy các bạn, 100 người, được không ạ?
thì 100 người họ quay ra đây họ mua hàng, mua 100 cái áo, mà chắc chắn là không mua 100 cái áo đâu nha. Đấy, 100 người, 100 đơn hàng. Thì tin chắc rằng khi mà 100 người này quay trở lại cửa hàng của các bạn họ mua hàng, hoặc là quay trở lại website của bạn họ mua hàng, thì chắc chắn một điều là họ sẽ không mua áo thun được các bạn. Có thể là họ mua những cái sản phẩm khác nữa, được không ạ? Nhưng mà thiện tính là mua áo thun thôi. Thì 100 đơn hàng này nhân cho 10 ngàn lợi nhuận là nhiêu ạ? Các bạn sẽ có 1 triệu đồng. À, đơn giản không ạ? Chỉ cần cái chiến dịch auto SMS thôi thì các bạn thu về được tối thiểu là 1 triệu đồng, thấp nhất thôi nha. Đấy, rất là đơn giản. Đây là chiến dịch bán hàng nha. Còn chiến dịch chăm sóc khách hàng là sao? Có nghĩa là khi mà tới ngày sinh nhật nè, ngày lễ nè, được không ạ? Các bạn gửi đến họ thông điệp chúc mừng, được không ạ? Thì họ cảm thấy à, cái shop này khoảng nó quá tuyệt vời. Chỉ có mua hàng đến họ một hai lần thôi thì họ đã quan tâm đến mình như vậy rồi, thì làm sao mà mình không mừng, không vui? Làm sao mà họ không quay lại mua hàng? Được không ạ? Thì chăm sóc khách hàng này nó còn một cái đấy con nha, đó là tích điểm cho khách hàng. Có nghĩa là sao? Nghĩa là khách hàng họ mua cái sản phẩm A với giá là 1 triệu đồng chẳng hạn thì sẽ được tích bao nhiêu điểm. Cuối năm sẽ tổng kết lại bao nhiêu điểm đó thì sẽ đổi được phần quà gì đó, được không ạ? Thì các bạn sẽ ra chương trình để mà các bạn giữ chân khách hàng của bạn lại, được không các bạn? Chương trình tích điểm, được không ạ? Ở đây là tích điểm. Bạn thấy chương trình này rất là nhiều mà ở trên Tiki, Lazada, Shopee họ sử dụng cái chương trình này các bạn, rất là nhiều luôn. Thì nếu như các bạn sử dụng cái phần mềm mà Sagobot các bạn, Sagobot thì ghi đây, Sagobot. Đấy, thì phần mềm này không những là có tính năng auto SMS, ngoài ra còn có tính năng là đăng ký thành viên cho shop, đúng không ạ? Bạn đăng ký cái shop mình trên đây thì những thành viên của bạn đến mua hàng thì bạn có thể là tích điểm cho thành viên của mình bằng cách là kêu họ đăng ký thành viên, mời họ đăng ký thành viên, được không các bạn? Đấy, thì khi các bạn sử dụng cái phần mềm này các bạn sẽ có một cái data khách hàng, bạn quản lý cái data khách hàng, đúng không ạ? Và bạn sẽ lên những chiến dịch upsell, lên chiến dịch chăm sóc khách hàng, lên chiến dịch cross sell. Upsell là bán thêm luôn nha. Ví dụ khách hàng đó họ mua một cái điện thoại đi, được không ạ? Thì các bạn thấy upsell bằng cách là bạn có thể là gửi họ đến chương trình giảm giá về cái ốp lưng dành cho điện thoại, được không các bạn? Còn cross sell thì sao? Cross sell là bán chéo. Bán chéo là sao? Có nghĩa là ví dụ như bây giờ khách hàng họ mua cái sản phẩm là một cái bộ đồ thời trang, một cái bộ đồ áo vest chẳng hạn, được không? Thì bạn cross sell bằng cách nào? Bạn cross sell bằng cách là bạn có thể chào bán những cái sản phẩm khác liên quan, ví dụ như là cái cặp, cái túi xách, được không các bạn, hoặc là đôi giày. Đấy, tóm lại là bạn cross sell, bạn chéo thêm những sản phẩm khác nữa. Đấy, ngoài ra thì cái trên cái ứng dụng phần mềm Sarobot này còn rất là nhiều cái tính năng đấy các bạn nha, rất là nhiều tính năng luôn, được không ạ? Thì bạn có lên Google bạn tìm hiểu về Sarobot đấy, bạn lên YouTube bạn gõ nó cũng ra, bạn lên Google bạn gõ nó cũng ra để bạn tìm hiểu thêm nhiều tính năng về nó, được không ạ? Mà Sarobot này là ứng dụng rất là tuyệt vời cho doanh nghiệp các bạn nha, đặc biệt là những bạn bán hàng, được không ạ? Chăm sóc khách hàng và bán hàng cực kỳ tuyệt vời luôn. Rồi thì tóm lại là để bán hàng online hiệu quả thì các bạn cần phải làm tốt 3 bước này các bạn nha. Đấy, làm tốt 3 bước này nhé, được không ạ? Nếu như các bạn làm tốt 3 bước này mà các bạn còn bán hàng online không hiệu quả nữa, các bạn lên gặp trực tiếp Thiện, các bạn bán vốn, được không ạ? Nhưng nên nhớ là trước khi bán vốn các bạn phải là học viên của Thiện nha, mới bán vốn được nha. Chứ các bạn học ở nơi khác, cái chất lượng giảng dạy họ không có thì thôi, các bạn đừng có bán vốn tội nghiệp Thiện nha, Thiện đâu có dạy gì các bạn đâu, được không ạ? Còn ở trong khóa đào tạo bán hàng online thực chiến á, thì Thiện sẽ có trách nhiệm với các bạn, được không ạ? Cam kết thành công của các bạn. Đấy, các bạn mà không làm được thì Thiện hoàn tiền. Đấy, gọi chữ vô mặt Thiện cũng được nữa, được không các bạn? Ngoài ra các bạn sẽ kêu Thiện dẹp công ty luôn đi. Ok, Thiện dẹp luôn. Đấy, như vậy mới chắc các bạn nha, được không ạ? Đã không chia sẻ thì thôi, chia sẻ là phải nét. À, đã không đào tạo thì thôi, đào tạo là phải có trách nhiệm không nha, được không ạ? À, có trách nhiệm thì các bạn mới sống dài và sống lâu được các bạn, được không ạ? Tuy các bạn lợi nhuận ít một chút nhưng các bạn mang lại giá trị cho khách hàng của mình. Còn các bạn kinh doanh kiểu mà chớp giật á, muốn ăn liền lại nhận nhiều á, mà các bạn không nên mang giá trị cho khách hàng á, thì điều đó là chết chắc các bạn nha. Thì khuyên các bạn không nên làm như vậy nha, được không ạ? Ok, thì trong video này thì đã hướng dẫn các bạn xong rồi. Nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc nào về nội dung trong video này thì bạn có thể để lại bình luận bên dưới video, được không ạ? Hoặc có thể liên hệ trực tiếp với Thiện thông qua số hotline 0907 684 279 các bạn nhé. Thiện sẽ trực tiếp giải đáp cho các bạn, được không ạ? Và trong trường hợp mà nếu như mà Thiện không bắt máy thì cũng xin lỗi các bạn nhé, đôi khi Thiện đang bận. Đấy, rồi, ok. Bạn thấy cái video này hay á, bạn hãy like ủng hộ Thiện nha. Và hãy chia sẻ nó đến với bạn bè và người thân của mình, được không ạ? Rồi, Thiện xin chúc các bạn sức khỏe và thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Bye bye.